Máu lưu thông đến não một cách đều đặn và hiệu quả là yếu tố quan trọng giúp duy trì chức năng não bộ, tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung và bảo vệ sức khỏe thần kinh. Để cải thiện tuần hoàn máu lên não, bạn có thể bổ sung những loại thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn uống hàng ngày một cách dễ dàng. 1. Cá hồi. Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào, đặc biệt là DHA và EPA. Những chất này không chỉ có tác dụng chống viêm mà còn giúp cải thiện lưu thông máu lên não, hỗ trợ quá trình phát triển và bảo vệ các tế bào thần kinh. Ăn cá hồi thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ và các vấn đề liên quan đến chức năng não bộ khi lão hóa. 2. Quả Việt Quốc Quả Việt Quốc giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là an thóc gia ninh hợp chất giúp bảo vệ mạch máu và tăng cường lưu thông máu lên não. Ngoài ra, Việt Quốc còn chứa các chất chống viêm, giúp giảm tổn thương oxy hóa và hỗ trợ cải thiện trí nhớ. 3. Bơ Bơ là một loại trái cây giàu chất béo không bảo hòa đơn, giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm nguy cơ sơ vữa động mạch. Bơ còn chứa vitamin E và vitamin K, giúp bảo vệ mô não và tăng cường khả năng nhận thức. 4. Củ dền Củ dền chứa nhiều nitric oxit, một chất giúp mở rộng mạch máu và tăng cường lưu thông máu, bao gồm máu lên não. Nitric oxide còn giúp cải thiện khả năng cung cấp oxy cho các cơ quan và mô trong cơ thể, bao gồm cả não bộ, từ đó hỗ trợ sự tỉnh táo và khả năng tập trung. 5. Các loại hạt. Hạnh nhân, óc chó, hạt chia và hạt lanh chứa nhiều axit béo omega-3, vitamin E và chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tế bào não và cải thiện chức năng tuần hoàn. Các loại hạt cũng là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào giúp não hoạt động tốt hơn trong suốt cả ngày. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.